Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay một cái cảm xúc dâng trào trong tôi. Tôi không nói về luật, tôi nói về thân phận của một bị can, bị cáo. Tôi có cái cảm nhận của nghề luật sư và muốn kể cho quý vị và các bạn nghe, để quý vị và các bạn được hiểu. Chúng ta hãy nên giáo dục con cái để khi các con cái vi phạm pháp luật thì người làm cha, làm mẹ là người phải chịu trách nhiệm trước về mặt đạo đức. Hôm qua tôi đi vào nhà tạm giữ, tôi thấy một em khoảng 21-22 tuổi trong một cái phòng giam, phòng hỏi cung. Và em có một cái cảm giác hối hận. Em muốn đưa cho tôi rất là nhiều thông điệp. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn điều tra, cho nên những cái thông điệp của em đưa cho tôi chỉ là đơn giản, chỉ là những cái thật cần thiết về sức khỏe, về những chuyển tải thông tin rất là cơ bản. Điều mà cho tới thời điểm này tôi vẫn cảm nhận được. Trước đây thì trong cái câu thơ tôi lắng nghe tiếng đời lăng náo nức, ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu, nghe chim kêu trong gió lạnh ban chiều. Ở trong cái phòng hỏi cung, tôi nghe được cái tiếng chim se sẻ, nó kêu. Và các bạn biết không, tự nhiên trong lòng tôi nổi lên một cái cảm xúc. Các bậc làm cha, làm mẹ có con phạm tội, đó là lỗi của chính bản thân mình. Có lẽ các bạn nào đó sẽ phản biện ý kiến của tôi rằng con nó đã thành niên. Tuy nhiên, rằng khi con phạm bất kỳ một cái tội nào hình sự thì phải quay lại vấn đề cái sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Đó là một cái tam giác mà chúng ta cần phải biết. Tôi quay lại vấn đề những người cha, người mẹ của em này, họ có làm tròn cái trách nhiệm hay không? Tôi nghĩ về những cái đứa con của tôi hiện tại. Đó là một cái cảm giác rằng tôi sẽ đưa những cái video này đến cho quý vị và các bạn, để những ai đã làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm với những đứa con của mình, cho dù đứa con của mình thành niên hay chưa thành niên. Giáo dục tự thân rất quan trọng. Cũng trong video này, tôi đưa cho quý vị và các bạn hai nhóm mà thông thường phạm tội hình sự. Nhóm thứ nhất, đó là cái nhóm được gia đình cưng chiều. Em là vua ở trong gia đình, em muốn gì được đó, nếu không có thì em sẽ trổ chiêu trò. Đi ra ngoài xã hội, nếu em có tiền, người ta sẽ giúp em. Còn trong trường hợp nếu em không có tiền thì em sẽ dùng cách này cách khác. Và cái bị can, bị cáo mà tôi muốn đề cập, tôi muốn quý vị và các bạn hiểu, đây là dạng thứ nhất. Còn một cái dạng thứ hai, cái nhóm tội phạm thứ hai, bần cùng sinh đạo tặc. Gia đình khó khăn quá, mình phải đi trộm, mình đi cướp,
hoàn cảnh gia đình của mình đến thời điểm đó không có, buộc lòng mình phải đi trộm một ổ bánh mì. Mình thấy vợ chồng, cha mình đang nằm bệnh viện, mình phải đi giật để mà mình lấy cái tài sản đó để nuôi ba nuôi mẹ. Tuy nhiên thì trong hai trường hợp, tôi vẫn muốn thông qua video này chuyển tải đến các bậc phụ huynh. Hiện tại quý vị và các bạn có thể có con 5 tuổi, 6 tuổi, nuôi nó, gần nó, cận kề nó, giải thích cho con nó hiểu thế nào là điểm dừng về mặt đạo đức, thế nào là nhân nghĩa lễ tri tín, thế nào là một thuần của một người Việt Nam, xã hội hiện nay vàng thao lẫn lộn. Chính bản thân mình không chính trực thì khó có khả năng. Cái lớp măng sẽ chính trực. Tôi không muốn có ý định sẽ bài xích, sẽ lên án một cá nhân nào. Tuy nhiên tôi rất là đau, vì đáng lẽ nếu trong một cái môi trường giáo dục tốt thì em đã không phạm tội, em đã không phải chờ mòn mỏi, chờ gia đình, chờ một người thân miếng ăn không đủ ở trong trại giam, giấc ngủ không tròn, nỗi nhung nhớ gia đình. Nhưng trên hết, đó là cái cách xử sự. Mà quay về vấn đề chung là cha, là mẹ, là người hướng dẫn em, định hướng em đi từ cái bé nhất. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay một chút tâm sự hơi sâu về nỗi lo của bậc làm cha, làm mẹ trong một cái xã hội có hàng ngàn lẻ một cái lý do để cám dỗ. Kết cái câu chuyện này, tôi cũng muốn quý vị và các bạn một cái câu chuyện mà tôi tiếp xúc với một em bị cáo. Tôi hỏi em, nhà em cũng khá giả, tại sao em phạm tội? Em bảo rằng là em làm bao nhiêu thì cũng không thể khá được bằng người ta, cho nên chỉ có cách này là em sẽ giàu nhanh. Và thông thường chúng tôi, những anh chị em, những bạn bè đồng nghiệp thì cứ than ngắn thở dài là bây giờ mình sẽ làm nhanh mà giàu nhanh bằng cách nào? Bằng cách nào? Thì quý vị và các bạn tự biết, không có một cái gì, không có một cái nền móng cả. Một cái sức lao động sẽ phải đổ ra mới có được cái giá trị của cái hiện tại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi cho rằng chương trình của tôi sẽ cố gắng tiếp cận đến từng trái tim của các vị phụ huynh, để hôm nay chúng ta phải có thời gian cho con, hướng dẫn chúng về đạo nghĩa, về công bằng, giá trị của sức lao động, để không dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật giống như mà luật sư đã từng trải nghiệm trong cái lần gặp bị can, bị cáo ở nhà tạm giữ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin cảm ơn.